Không, trung tâm lưu ý này là cái chùa cả khu vực Nội Bộ thì ở Thái Lan thì 95% là đạo Phật. Dạ, chỉ ở nơi đâu là một chùa? Dạ. Dạ, chỉ là chùa, dạ. Nói chung chùa rất là nhiều, ở Bangkok này có hơn 400 cái chùa. Ở 50 tuần ở Bangkok thì hơn 400 là cái chùa, dạ, nó vô vàn chùa. Và thì có ngày chùa thì như ngày cuối cùng mình về Bangkok đó là đi cái chùa tiền hay là chùa mẫu đó, nó toàn đồ sản thì gần ông sư nào đó thì nó có thì chùa đó cả. Còn những Bangkok cái chùa thì nó gần và nó rất nhiều chùa tiền. Và cái Bangkok này Thái Lan này là đến 3.030 chùa tất cả, chùa rất là nhiều.